quên đi. Đi mua đồ để chuẩn bị đi nướng. Ướp muối tẩm ướp. Trên này là đang là Pusam Cap và chúng tôi di chuyển xuống thác Na Tăm Hai. Cuối cùng thì anh em là chọn là Na Tăm Hai. Ở đây có một thác nước với suối. Ở đây là mấy chị em, đây đằng trước là một chị. Chị đang đi trước đấy các bạn. Đấy. Ngay đường đi có một đàn trâu đang đầm này. Anh vào tắm với trâu đi. Trời nóng quá muốn tắm cùng trâu luôn. Úi, úi. Ngay đây là một nương sắn của dân này các bạn này. Có rất nhiều đá ở khu vực này. Rất nhiều người đang tắm nướng đồ ăn ở dưới đấy này. Ôi chỗ này tắm thì thích này các bạn này. Dưới kia cũng đông người nữa. Cuối cùng thì anh em là quyết định hạ trại ở đây. Cũng không phải là trại mà chỗ nướng đồ đấy các bạn. Trong này có cả cá này. Đây mình quay cá cho các bạn xem nhá. Đấy, trong này có cá này. Nước trong mà. Trong cá, có cá nhỏ. Nhỏ bếp. Cháy rồi. Ê, hai anh em đi tìm củi được đấy nhở. Ôi. Nào, ra đi. Đây, anh em đang cho con cá chê vào cái thanh tre để kẹp vào. Không biết trộm ông đế ở đâu về. Có khái gì đâu. À đây một cái nữa. Ý cho nó chắc. Ừ. Áp thảm ơi. Anh nở ra. Đẩy cái này vào xem. Đẩy nó đi. Tay trước nhiều. Thanh niên vắt cá hai tay. Hai anh em đang vác đá xếp đá để thành một cái chỗ để ngồi các bạn. Có rất nhiều chỗ đẹp nhưng mà chỗ đẹp thì có người tới trước rồi. Mình đến sau thì mình dùng cái chỗ này. Đấy làm đẹp hơn nhỉ. Đây ở trên là tảng đá với cây. Thanh niên đang đi làm cái bàn, lấy cây về làm bàn. Lươn à? Rồi. Cái gì cũng phải rơi vào tay anh. Cái gì cũng phải rơi vào tay anh. Tuấn bảo anh giỏi quá, tối về tặng. Xem mấy anh chị kia về chưa? Lên chưa? Mang nước ra. Nào, Phương ơi. Xong rồi đây. Bảo ăn rau còn ấy, anh không ăn rau đâu. Chưa, thả mình à. Thế nàng nhòm. Nó vừa nói chuyện bằng hôm qua thì đi dập lửa hôm nay để đi đốt lửa. Con thần luôn. Em ngại à? Tao không thấy ai ăn thế. Con kiến. Cầm lại giót. Ôi kiến nhiều thế. Cũng khởi động làm Sài Gòn thôi. Cho mát.
Cẩn thận vào bia đây. Mày phải để nghiêng nha chứ. Cẩn thận chặt vào bia đây. Chặt nghiêng cái đấy. Đúng rồi nhá. Chứ còn gì. Thế này càng không được. Ờ vẫn quên em mới thớt nhỉ. Thế cho anh Pầu làm đi. Ấy. Ấy, mấy, mấy. Pầu hẳn đi. Tí thằng nhìn nó lấy hết đấy, cả miếng này. Hay út chặt ra. Làm đột biến. Không. Lấy thịt về nướng không lấy, lấy xương về nướng hay đâu. Đây mới mì đây. Xương nó mới ngậm lâu. Ừ. Nó xin miếng xoài em nào. Ớt mà. Chèo thế nhỉ. Thế vào à? Lên thèm lắm à? Thích thì... Thế nó ngon 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 là ăn một hương hai này à? Ngon 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 ngon. Cho chị nữ xem có mùi không? Giờ thương hết rồi. Thương hết rồi. Có lau đâu, lau áo bên này. Nào, nóng quá. Cúi lau. Hai năm đi. Rồi cả nhà nhá. Hai năm nhá. Đây bây giờ ăn uống xong thì mọi người đang di chuyển xuống chỗ tắm các bạn ạ. Thì ở đây nước rất là mát và có một cả bóng cây nữa ấy. Ý Tuấn này, Ý Tuấn. Ôi. Đi đi. Đi đi. Dài. Nhưng mà nước ít quá. Sang à, sang à. Thì bãi tắm ở dưới kia cũng không xa lắm nhưng mà mát. Bây giờ anh em về. Bây giờ anh em chuẩn bị di chuyển để bán quà căn đi. Bán quà căn. Bán quà căn thì lấy quà căn đi. Ừ. Đây chị gái chị đang dệt vải. Thì cái váy chị đang mặc là chị dệt luôn. Nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Dệt vải tập trung lắm. Tại vì phải luồn qua từng sợi một. Khung dệt vải thì cải tiến bằng các ống sắt rồi. Còn có một số nhà thì vẫn còn đang bằng cái gỗ nhìn rất là truyền thống. Bên cạnh có một cái nỏ này. Nỏ. Nhìn khá hay. Rau sắn, tươi, măng này, nào. Măng và rau sắn cho bữa tối. Rau sắn xào với cá. Em trai đang mổ gà nhưng mà không là nó khác vị hơn chả với kiểu gì. Lá vả để cho vào măng.
Nhưng mà cô em bảo là cấu bưng tay ngon hơn là dùng dao thái. Đúng. Thăm bên thằng Thiên lần đó. Anh quay đi em hất phát. Hất đi. Hất đi. Đầu bếp hất đi. Biết con gì đây không? Mình đâu mới biết. Rồi. Vào đi. Trời đang mưa. Gió kinh khủng luôn. Quả rơi xuống này. Xoài rơi vào mái nghe đụp đụp. Đấy. Sợ lắm em, gió sợ gió lắm. Sao có ôm cả cô thế này thì chịu rồi. Sấm chớp gió nhưng không có tí mưa. Trời mưa này. Dùng cái xoài. Được một rổ xoài. Còn nhiều quả to phết. Cái này mình sẽ băm. Băm, cho một tí nước thôi nhỉ. Sóc băm. À thế là thành kiểu canh ấy nhỉ, súp ấy nhỉ. Đấy, tí cái thế mà múc ăn thôi nhé. Thêm tí hành nhỉ. Thêm tí màu sắc. Ăn mì hú mày. Ở dưới nó toàn ấy hết đấy. Toàn làm mỹ vị hết đấy. Đây, chuẩn bị dùng cơm này. Chụp luôn này. Chụp hay quay ấy. Quay rồi mà. Buổi sáng chú đi bắt cá được rồi. Thì bây giờ cô đang bày bán ngoài cổng. Thì cuộc sống ở người lự ở đây thì rất là yên bình, rất là hay các bạn ạ. Sau khi đi chơi thác vào buổi sáng, buổi chiều hôm qua thì buổi tối mình ăn cơm ở nhà cô em ở dưới này. Và buổi sáng thì đang xem các hoạt động ở đây thì người dân họ đi bắt cá ở ngoài sông ấy. Đấy. Xong là đang bày bán ra ngoài mặt đường đây các bạn. Đây, cá rô. Cá rô. Ở bên kia có một cô bán cá kìa. Và bên này thì có một cô bán thịt heo. Dưới kia cũng có người bán cá nữa.
Đây chú ấy đang vác cái cọc bê tông để chôn vào đây để làm cái rào chắn cho nó chắc chắn. Rào chắn ngan vịt. Cô ấy đang cắt cá ra để cho ngan vịt ăn thì rất là bổ. Kết thúc chuyến nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 thì bây giờ em sẽ trở về thành phố và hẹn gặp lại các bác ở các video tới. Chào tạm biệt ạ.